Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Ui, sao bị gì vậy? Sao đó? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tôi thì một hiện tượng lạ ở báo The Play ạ. Anh nhắn chắc đi không theo được em đâu. Em nó cái lùi sẩm người ngoài vũ trụ thôi. Chuẩn bị luyện thanh kiểu nó chuẩn bị qua cái thanh tính của bố có lối sổng đấy. À! Wow! 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 Chắc chắn con đông nào. Thằng đá xí cơ không phám là nó thọt nhá. Cấu đi các em. Hay quá, bọn nó đẩy đúng đồ rất tốt. Được, Snoopakachi chơi đấy. Giết được. Hay quá em. Giết thì cả giết. Xí kìa, xí kìa. Giết được. Wow, thằng đá xí nó không ăn. Đây đây đây. Không đừng chết cái mảng này là kiệt nhá. Từ các bạn đấy, thằng đá xí nó không ăn mua sánh ta. Em mới trụ được. Đấy. Rồi xong. Đấy. Đấy. Chết được các em. Đấy. Mẹ đập bọt này chết luôn như dăm ba con giả này ạ. Lao. Dăm ba con giả này quật. Anh đập vào đây chết luôn các em. Đỉnh đấy còn hang nhiều lắm. Anh đàn đầu là anh cày hang nhiều lắm ạ. Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Ui, sao bị gì vậy? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tôi thì một hiện tượng lạ ở báo The Play ạ. Cái DC mất tốc biệt nhá. Tôi thể một hiệp từng là ở báo The Play. Oh! Wow! Sướng vãi chày ạ. Tôi nhảy cái phá này cảm giác như các bạn được ăn một, các bạn thật đổi nhá, các bạn được ăn một cái đuôi ra ấy. Đấy, các bạn sướng như nào lắm, cảm giác mình sướng như vậy. Chứ cảm giác nhảy thốn hái đang cảm giác sướng vãi chày ạ. Yeah. À, hiện tại cái lượng xã của Lào thì đã là top 1 Việt Nam rồi ấy. Nhưng mà do kiểu là dính nắm thằng búp bẩn đấy. Dính nắm thằng búp bẩn nên phải chấp nhận top 6. Còn cái lượng xã của mình là top 1 rồi. Hiện tại là top 1 Việt Nam rồi ấy. Đấy. Các bạn nhá, cái phá này nhảy nhá. Nói chung không biết các bạn chơi game các bạn đã đạt đến được cái cảnh giới các bạn sướng được như vậy dưới ấy. Nhưng mà khi mà mình nhảy cái phá hái thằng chùm một chỗ ấy cảm giác như là đói vãi chay ạ. Mà được một cái đùi gà á, là được ăn ấy, sướng cực kỳ luôn á.